Dạ, bây giờ chúng con kính thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay ạ. Con kính chào sư. Nghe theo cái đề nghị của nhiều Phật tử ở trong cái lớp học của mình, đề nghị chúng tôi dành một bài giảng nói về cái chữ nhẫn ở trong đạo Phật. Họ đề nghị lâu rồi, đề nghị lâu rồi nhưng mà gom gom là thấy cũng nhiều nhiều. Chúng ta có nhiều cái chữ để chúng ta nói lắm, ví dụ như chữ nhẫn nè, rồi cái chữ tu nè, một chữ thôi, chữ nhẫn một thời giảng, chữ tu một thời giảng, chữ pháp một thời giảng và chữ đạo một thời giảng, rồi cái chữ phàm thánh á, là một thời giảng. Vì đó là những cái khái niệm mà mình hay bỏ qua, mặc dù mình nghe rất là thường nhưng mà mình hay bỏ qua. Thì tôi muốn là thông qua những cái bài giảng này nè, bà con có một cái khái niệm về Phật pháp căn bản hơn. Chẳng hạn như sáng nay tôi sẽ nói về cái chữ nhẫn. Chữ nhẫn theo cái giáo lý Nam truyền, cái chuyện đầu tiên ấy chúng ta phải nói rõ với nhau, đó là toàn bộ cái công phu tu học nói chung ở trong Phật pháp mình ấy, nó đều phải được đặt ở trên hai cái nền tảng, đó là các vị còn nghe không? Nghe sư. Dạ chúng Dạ, con nghe. toàn bộ cái công phu tu học tu hành của mình ấy, thì nó phải được đặt trên hai cái nền tảng. Nền tảng một đó là nền tảng nhận thức, và thứ hai đó là nền tảng quân tập. Nhận thức là sao? Từ cái chuyện bố thí rồi niệm Phật rồi thiền định rồi từ bi kham nhẫn chánh niệm, tất cả những cái công phu đó đều phải được đặt trên nền tảng nhận thức, tức là trên cái sự hiểu biết, trên hiểu biết về lý thuyết phải có. Chúng ta không thể gồng mình cố gắng thực hiện thực hành trong cái sự thiếu hiểu biết, trong cái sự mơ hồ, trong cái sự gọi là hoang mang ngờ vực, không được. Chuyện đầu tiên là chúng ta phải có nhận thức. Cái chuyện này ở một người mẹ đang chăm sóc con nhỏ, một người làm vườn, một anh tài xế lái xe, một người lao công tạp dịch, quét dọn, lau chùi, cho đến một vị giáo sư đại học, một vị bác sĩ, luật sư, kỹ sư, thì tất cả việc lớn việc bé trong đời này đều phải, tôi nói tôi nhấn mạnh nha, đều phải được thực hiện trong cái hiểu biết căn bản. Chúng ta không thể nào mà làm việc mà trong cái sự hoang mang ngờ vực, không rõ ràng, đó không được. Thấy đứa con nó có những biểu hiện lạ là mình biết rõ nó cần thay tã. Trong cái nhận thức đó, rồi với cộng với cái hiểu biết, cái kinh nghiệm thay tã, rồi chúng ta mới tiến hành thực hiện cái chuyện thay tã cho nó được. Chứ còn không phải dễ đâu, nó cái chuyện đó không phải dễ đâu, không phải dễ mà muốn nghĩ ngay chuyện thay tã nó dễ, mình không có cần đến cái nền tảng nhận thức, không phải có cái nền tảng nhận thức, nền tảng hiểu biết về lý thuyết chúng ta phải biết, đó là chuyện thứ nhất. Cái nền tảng thứ hai đó, đó là cái nền tảng quân tập, có nghĩa là có rất là nhiều cái chuyện trên đời này nó phải được thực hiện tới lui nhiều lần để chúng ta mới là tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, tích lũy cái sự quen tay, chứ không thể nào trong một ngày một buổi mà chúng ta có thể thực hiện thuần thục mọi việc. Tôi không tin gì đó. Nên, thì chúng tôi quay lại là tất cả công phu tu học của người Phật tử đều phải được là xây dựng trên hai nền tảng đó. Nền tảng một là nền tảng nhận thức, và nền tảng hai là nền tảng quân tập. Mà quân tập đây là gì? Đó là cái sự thực tập trau dồi liên tục trong nhiều ngày, trong một thời gian dài, thì cái đó gọi là quân tập, tích lũy đó, sẽ có vốn lý tích lũy, chứ chúng ta không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể dễ dàng.
Cho nên ở đây là nói tới cái pháp nhẫn, chúng ta cũng phải nói đến hai chuyện đó. Chúng ta luân hồi vô số kiếp, phiền não của mình nó chất đóng như là núi, núi nghĩa đen hay nghĩa bóng thì được hết, nó chất đóng như núi. Còn cái chuyện mà bây giờ mà mình mới biết Phật pháp được có một vài tháng, một vài năm, một hai chục năm, mình mà mình nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được nó như lý mình muốn thì tôi nghĩ không phải dễ đâu nha, không phải dễ đâu, không phải dễ. Chúng ta cũng phải quay lại với hai cái công thức tôi vừa nói, đó là cái sự nhận thức, nền tảng nhận thức và nền tảng là quân tập. Chúng ta xem kinh chúng ta thấy có rất là nhiều người thời Đức Phật đang là một tại gia cư sĩ, có vợ chồng con cái đầy đủ, nhà cửa sản nghiệp đầy đủ, họ gặp Phật chỉ nghe người nói một câu họ chứng thánh. Mình thấy nó đơn giản, mình tưởng mình cũng giống như vậy, nhưng mà xin nhắc lại là những cái người đó là họ cũng đã làm tăng ni, tu hành tinh tấn trên rừng sâu núi thẳm, thuộc lòng tam tạng rất là nhiều đời nhiều kiếp nha, chứ không phải thì khơi mà bây giờ mà tự nhiên gặp Phật rồi Phật nói cho con câu cái đắc cho nó, tôi không tin, tôi không tin gì nữa. Và theo trong kinh ấy, thì những người này là đã trải qua là vô số kiếp, ví dụ như ông cặp cô độc hay là bà quý sa kha, là mình thấy họ sinh ra giàu sang sung sướng rồi gặp Phật, Phật thuyết cho con câu đắc. Bà quý sa kha mới 7 tuổi đi vào chùa nghe Phật thuyết pháp là bà đắc, đắc lúc 7 tuổi, mình thấy sung sướng quá. Bà là một đệ nhất mỹ nhân thời Phật và cũng là một cái đại tiểu thư, là trăm anh đài cát, đẹp giàu giỏi mà lại chứng thánh nữa, mình thấy sung sướng đơn giản quá. Rồi mình bây giờ mình tiếp tục cũng quần là áo lụa phấn son, trang sức ngọc ngà, tu kiểu tà tà, mình nghĩ chắc mình cũng giống như bà vậy thôi. Không, các vị biết bà quý sa kha bà phải trải qua 100.000 đại kiếp tu hành, quân tập công đức, quân tập các cái hạnh lành, thời gian tu tập của bà nó dài lâu tương đương với ngày A Nan, với ngày Cả Diếp, các vị có tin không? Trong rừng này các vị đâu có tin gì đó. Bà quý sa kha đó là một cư sĩ, một nữ cư sĩ, một tín nữ đó, cả đời bà là tóc tai đầy đủ, không? Cả đời bà là quần là áo lụa phấn son đầy đủ, không? Nhưng mà bà là phải trải qua một cái thời gian tu tập các cái hạnh lành để mà có được cái vị trí như là mình thấy trong kinh ấy, thì cái thời gian đó lâu tương đương với ngày A Nan với ngày Cả Diếp, có nghĩa là 100.000 đại kiếp. Mà các vị biết một đại kiếp nó lâu biết là chừng nào không? Một đại kiếp nó lâu biết là chừng nào, mà trong khi đó là bà phải trải qua 100.000 đại kiếp tương đương ngày Cả Diếp và ngày A Nan, kiếp chót phải được như vậy nha. Cho nên là tất cả công phu tu học của mình thì phải dựa trên hai nền tảng. Một là nền tảng nhận thức. Tôi nhắc lại, mình không thể gồng mình đổ mồ hôi trong sự thiếu hiểu biết mà có thể thực hiện được cả cái công phu tu tập, chuyện đó là bất khả thi, chuyện đó không có nha. Và chuyện thứ hai là bên cạnh nhận thức đó, chúng ta phải thực hiện cái nhận thức đó qua một cái quá trình quân tập dài lâu, qua cái ngày dài tháng rộng, nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là chỉ là một buổi một đầu hôm sớm mai mà mình là làm được liền nha. Đó là chuyện đầu tiên tôi phải nói khi bắt đầu bài giảng về chữ nhẫn nha. Cái chuyện thứ hai khi nói về cái nhận thức á, thì tôi phải nói rõ một điều là trong rừng hiện giờ tôi không biết là có bao nhiêu bà con đang nghe và bài giảng này được ghi âm, sau này sẽ có nhiều người nghe lại. Thì tôi xin có một lời khuyên là nếu 5 phút sắp tới đây mà các vị không chấp nhận được những điều tôi nói thì lập tức tắt máy bước ra ngoài đi làm chuyện khác. Bởi vì nếu mà không chấp nhận được 5 phút sắp tới đây thì toàn bộ cái phần còn lại không có giá trị gì hết, không cần thiết phải nghe nữa nha, mất thời gian. Thì 5 phút tôi nói cái gì? Đó là tôi nói về chữ nhận thức. Hồi nãy tôi nói rồi, tất cả công phu tu hành đều phải được đặt trên hai nền tảng nhận thức và quân tập nha. Thì cái nhận thức ở đây là cái gì? Anh muốn tu cái hạnh bố thí, anh muốn tu cái hạnh phục vụ, anh muốn tu cái hạnh thiền định, tu cái hạnh cam nhẫn, tu cái hạnh tự tâm, thì cái đầu tiên là anh phải có cái khả năng nhận thức. Nhận thức cái gì? Cái nhận thức căn bản nhất của đạo Phật là gì? Là ý thức được rằng
Mọi hiện hữu là khổ. Bất cứ sự hiện hữu của cái gì, từ sự hiện hữu của mặt trăng, mặt trời, hạt cát, giọt nước, giọt sương, đến sự hiện hữu của một vị thánh, một vị ngọc hoàng thượng đế, đến một vị ông hoàng bà chúa, hay là một người ăn mày, một con trùng con dế, mọi hiện hữu đều là khổ nha. Đều là khổ hết. Mình thích mình ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ. Với người đại căn đại trí, họ chỉ nghe được tới đây thôi, họ chỉ nghe tới đây thôi là đủ buồn. Thí dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày Pa-hi-giá là đệ nhất tốc chứng, nghe câu đắc liền thì họ không cần phải nghe nhiều về cái phần các cái pháp môn về sau, họ chỉ nghe có một phần thôi, tức là mọi pháp ở đời đều là khổ, đều là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Xong, một người đại duyên họ chỉ nghe cái này thôi, đó là họ đủ cái hành trang tâm linh để mà thành tựu lòng đại bi đại dũng khi sống ở đời. Chỉ với một cái nhận thức như vậy đủ để họ có khả năng tham nhẫn, có đủ khả năng bố thí, giữ giới, thiền định, tri túc, xả ly, thiểu dục. Chỉ một nhận thức đó, khi mà nhận thức được rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, đều do duyên mà có rồi phải mất, nhưng vì rất nhiều chúng sinh chừng đó chưa đủ, họ cần có những phân tích, cần có những giải thích, cần có những minh họa, cần có những dẫn chứng để họ có thể liên tưởng, hình dung, suy tư, gặm nhấm rồi họ mới tu được, nhớ nha. Chứ còn cái nhận thức đầu tiên và căn bản thiết yếu cốt lõi nhất của đạo Phật chính là mọi thứ ở đời là khổ. Cái người mà chửi người ta là nó đang đứng trong cái bể khổ mà nó chửi ra, mà cái đứa mà nó bị người ta chửi nó cũng đứng trong cái biển khổ mà nó lắng nghe, và bản thân cái tâm ý, cái ác ý mà chửi người ta nó cũng là cái khổ, cái lỗ tai mà nghe người ta chửi nó cũng là cái khổ. Cả hai đứa đang đứng trong biển khổ, đang lội trong biển khổ, đứa này chửi đứa kia nó khổ toàn tập. Cái đứa bị chửi cũng ra đây nó là nó, bản thân cái sự hiện hữu đó cũng là khổ, cái lỗ tai mà nghe người ta chửi cũng là khổ, cái lòng buồn phiền hờn giận khi nghe người ta chửi cũng là khổ, mà đặc biệt nhất là cái đứa nó đang chửi người ta nó cũng là khổ đó, cái sự hiện hữu của nó cũng là một cái khổ. Cái lòng mà căm ghét, ích kỷ, thành kiến mà nó dùng để chửi người ta đó, cũng là khổ. Cái mỏ, cái miệng, cái lưỡi mà nó dùng để phun ra mấy cái lời chửi người ta, cái tay chân nào mà nó dùng để hành hung bạo lực người ta cũng là khổ. Đấy. Với một ý thức sâu sắc toàn diện, toàn triệt và rốt ráo như vậy thì một người đại căn đại duyên họ đủ rồi, họ ý thức, với ý thức về khổ họ đủ để nhịn rồi. Đấy. Nhưng mà có một điều tôi vừa nói, có nhiều người chừng đó chưa đủ, bắt buộc phải có những phân tích. Đó. Giống như một người trưởng thành từ 18 tuổi trở đi, khi mà họ không có được một cái ý thức cần thiết thế nào là sự nghiệp, thế nào là gia đình, thì người đó không có làm ăn được gì hết. Người đó phải có một ý thức gây dựng gia đình, gây dựng sự nghiệp thì người đó mới làm được này, làm được cái kia. Vì thấy chưa, cái nhận thức nó quan trọng như vậy. Một cái người 18 tuổi rồi mà không có biết gì về cái gọi là sự nghiệp, về cái gọi là gia đình là xong, không có làm được gì hết. Tôi khẳng định như vậy nha. Ở đây cũng vậy, một người tu Phật, học Phật, tin Phật, kính Phật, thờ Phật, mà cái chuyện đầu tiên đó, không có nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ đó, thì họ không cần thiết phải nghe thêm bất cứ một cái pháp môn nào hết, và họ hoàn toàn không có khả năng hành trì bất cứ một cái pháp môn nào trong Phật pháp hết, bởi cái chuyện đầu tiên là nhận thức về khổ nha. Thì ở đây tôi nói về cái bước tiếp theo, đó là chữ nhẫn là gì. Hôm trước tôi có nói nhẫn nó có hai, đó là cái nội nhẫn và ngoại nhẫn. Cái này là trong chú giải nói chứ không phải tôi nói nha. Một cái nó là gọi là nội nhẫn, nó có nghĩa là gì.
ngoại nhẫn trước đi, nó ngoại nhẫn trước. Ngoại nhẫn có nghĩa là cái khả năng chịu đựng, khả năng chịu đựng, chịu đựng, khả năng thanh thản, khả năng chịu đựng trước tất cả những cái ngoại trần, trước những cái tấn công từ ngoại lực bên ngoài mình. Ví dụ như là sự bạc đãi, sự hành hung của con người, sự tấn công của côn trùng, rồi sự phiền phức từ thời tiết, khí hậu nóng lạnh, mưa gió đó. Tất cả những cái phiền phức từ bên ngoài mà nó đánh vào mình mà mình chịu được thì nó gọi là cảm nhận, gọi là ngoại nhẫn. Ngoại nhẫn, ngoại nhẫn, ngoại nhẫn là như vậy đó. Có nghĩa là mà ngồi thiền mà nực quá, lạnh quá, mũi quá, rùi nhiều quá, ồn ào quá, rồi bị người ta chửi, bị người ta nói xấu, thị phi, thậm chí người ta dùng tay chân vũ khí tấn công mình, mà mình vẫn không thù quán người ta, mình vẫn không căm nhận người ta, vẫn không ác cảm người ta, còn hoặc là những tấn công khác như từ thiên nhiên, khí hậu, thời tiết mà mình không có cả lòng bất mãn, vẫn thanh thản chịu đựng được, thì cái đó gọi là ngoại nhẫn, tức là khả năng gọi là chịu đựng một cách thanh thản đối với những tấn công từ ngoại lực, ngoại giới, ngoại cảnh, ngoại trần nha. Ngoại lực, ngoại giới, ngoại cảnh, ngoại trần, từ mấy cái ngoại này nè thì gọi chung cái khả năng mà chịu đựng được trước bốn cái ngoại đó, ngoại lực, ngoại cảnh, ngoại trần, ngoại lực, thì cái đó được gọi là ngoại nhẫn. Còn cái nội nhẫn là sao? Nội nhẫn nó có hai, nội nhẫn nó có hai, tức là cái khả năng chịu đựng trước những cái gọi là sân hận, bất mãn, thù oán, bực bội của nội tâm. Đó là nhận trước cái sân ấy. Đức Phật còn dùng một cái chữ nó gọi là ưu á, tham. Vì tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ để diệt trừ tham ưu ở đời đó. Thì ở đây là cái ưu có nghĩa là những cái gì mà nó là làm cho mình bất mãn, khó chịu, sợ hãi rồi đó, không kham nổi đó, đó gọi là nội nhẫn. Nội nhẫn trường hợp một. Nội nhẫn trường hợp hai, nội nhẫn trường hợp hai đó chính là chịu đựng được để có thể vượt qua những cái đam mê, những cái thích thú thuộc về phiền não. Ví dụ như thích cái này, thích cái kia, tuy nó là ngoại trần đúng, nhưng mà bản thân mình lúc bây giờ nó là một cái bãi chiến trường. Cái nội tâm của mình đối với ngoại trần lúc bây giờ nó là một bãi chiến trường. Mình dàn xếp, mình đối phó được với những vấn đề đó của nội tâm được gọi là nội nhẫn. Thí dụ như bây giờ trước một cái bóng sắt giai nhân nào đó, đó là ngoại trần đúng, nhưng mà cái bóng sắt đó nó sẽ không là gì hết nếu mà chúng ta thu xếp được cái nội tâm của mình bên trong. Đó, cái đó gọi là nội nhẫn nha, cái đó gọi là nội nhẫn, nó gọi là nội nhẫn đó. Và nhiều người hiểu lầm, nghe họ nghe nói tới chữ nhẫn thì họ chỉ nghĩ nhẫn là chịu đựng những cái cay đắng, nghiệt ngã, khó chịu từ cuộc đời, mà họ quên một chuyện là nhẫn nó chỉ có hai, là nội nhẫn và ngoại nhẫn. Và trong cái nội nhẫn đây, tức là những cái chịu đựng trong nội tâm ấy, nó lại gồm có hai, đó là sự gọi là vững chãi, sự vững chãi trước cái sự bất mãn, nghịch ý, mà cũng là sự vững chãi thanh thản trước cái niềm đam mê. Tôi nói rất là nhiều lần, vượt qua được một cơn giận là cả một cái kỳ công, là một công phu lớn lắm đó nha. Vượt qua được cái cơn giận đó phải dễ đâu, nhưng mà vượt qua được cái sự cám dỗ đó thì tôi e rằng cái chuyện này nó cũng không có nhỏ, không có nhỏ hơn cái chuyện mà mình vượt qua cái cơn giận đâu quý vị. Tôi nghĩ là không có nào nhỏ hơn cái nào hết, không có đâu, cũng lớn chuyện lắm. Vượt qua được cái thử thách cay đắng đó là một cái thứ công phu ghê gớm, mà vượt qua được cái sự cám dỗ, cái sự cuốn hút, sự hấp dẫn để có thể gọi là bình tâm như vậy đó, thì cái đó là dễ đó, dễ đó.
Thì đại khái nhận nó là như vậy. Mà muốn giải quyết được hai cái này là cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải thành tựu được một cái nhận thức rằng là mọi thứ là khổ. Cái một cái nhận thức là quan trọng lắm, quan trọng lắm. Nếu mà mình là chân thành thiết tha, chân thành thiết tha mà tin được, hiểu được cái chuyện đó đó, thì cái khả năng mà vượt qua ngoại nhẫn và nội nhẫn nó sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng hơn, nhớ nha, nó dễ dàng hơn. À, thì ở trong cái nội nhẫn nó có hai, đó là vượt qua được cái gọi là thử thách nghiệt ngã khốc liệt, à, của những cơn giận, của những sự bất mãn, bất toại, nghịch ý. À, thì à, về trường hợp này à, thì trong kinh có cho mình nhiều cái gợi ý, tôi chỉ kể một loạt gợi ý đó thôi. Là có một cái vị tỳ kheo tu trong rừng, vào cái mùa lạnh, lạnh cắt da đó, lạnh se sắt, lạnh chết người đó. Thì đang ngồi thiền như vậy mà không có điều kiện sưởi ấm, không có cái chăn mà y phục mà đủ để chống lạnh, thì lúc đó vị đó tính bỏ cuộc, tính bỏ cuộc, lạnh quá lạnh. Thì lúc đó có một cái suy nghĩ đi qua trong đầu của vị này, đó là cái lạnh này nè nó không có bì được với cái lạnh ở dưới địa ngục. Vì ở địa ngục nó lạnh, nó lạnh tới tới ốc, mà nó nóng, nó nóng tới ốc. Trong kinh nó địa ngục được, nó không phải lửa không đâu, nó còn có cái lạnh nữa. À, nó có nó kêu là hàn băng, nó còn loại địa ngục hàn băng, nó lạnh dữ lắm. Ừ. Do cái duyên nghiệp chúng sinh, do cái duyên nghiệp có người họ đi vào một cái cõi địa ngục là họ phải bị đốt trong một cái nhiệt độ gọi là hoang tưởng, tôi không hình dung được. Nhưng mà ngược lại cũng có những địa ngục mà mình vào trong đó là nó lạnh cống, miễn sao nó chung, miễn sao mình khổ thôi. Địa ngục là cái chỗ mà tất cả những cái gì mà có thể làm cho mình gọi là đau khổ thì nó có hết rồi. Từ cái chuyện bị đâm chém, là móc mắt mổ bụng cắt lưỡi đun sôi hầm nhừ gì, cái gì là dưới có hết rồi. Thì cái vị nó mới suy nghĩ là cái lạnh này nó không bằng cái lạnh trong địa ngục, cái lạnh này nó không bì được với những cái lạnh lẽo cắt da mà mình phải trải qua trong vô số kiếp luân hồi, bao nhiêu lần mình là phải trải qua những cái lạnh kinh hoàng như vậy. Mà bây giờ nếu mà cái lạnh này này, cái lạnh trong cái lúc mà tu tập này mà mình không vượt qua thì mình sẽ đời đời kiếp kiếp phải bao nhiêu triệu tỷ ức lần gặp lại cái lạnh kiểu này mà hơn thế này nữa. Thì với cái suy từ đó đó thì việc này đủ tinh tấn để mà tiếp tục không bỏ cuộc. Rồi một vị tỳ kheo khác cũng y chang như vậy, nhiều lắm. Có vị thì phải chịu đựng cái nóng, có nhiều vị phải chịu đựng cái đói, đi bát mấy ngày trời mới dạng hết. Ừ. Có vị đi bát vậy bị người ta chửi cả làng xui, mà gặp nhầm mấy cái làng ngoại đạo tà kiến, chửi đánh ném đá thả chó tùm lum hết. Thì trong những trường hợp đó vị tỳ kheo phải suy tư như vậy, nghĩ rằng là mình đang sống trong biển khổ và muốn thoát khổ thì phải có khả năng đối diện và nhận thức cái khổ, chứ còn không thể nào mà trốn chạy cái khổ rồi mong thoát khổ, chuyện này không có. Đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng, mình đang có mặt trong cái cõi sanh tử thì phải mượn cái thân sanh tử, mượn những cái bối cảnh, những điều kiện khắc nghiệt khốc liệt của sanh tử để mà tìm đường quay trở ra. Đó là trường hợp nội nhẫn thứ nhất. Đó là trường hợp nội nhẫn thứ nhất, là trường hợp nội nhẫn nhất là như vậy thôi. Rồi một chuyện nữa đó là ngài Xá Lợi Phất có một lần đó, ngài dạy các vị tỳ kheo như thế này. Ngài nói khi mà mình phải đối diện với một cái người, đối diện với một cái người mà coi như là khó thương, khó ưa, khó gần, một cái người mà coi như là có những hành động ghét, ngôn ngữ dễ ghét, không, một người đầy ác ý, đầy thành kiến, đầy ác cảm với mình, thì trong trường hợp đó ngài khuyên mình hãy tự đưa ra những cái giả định như thế này. Có người cái lòng tốt của họ nó giống như là một cái hồ nước bao la nhìn mút mắt vậy đó. Mình hoàn toàn mình có thể uống nước, tắm giặt, bơi lội, đi thuyền, ngắm cảnh, thưởng thức thiên nhiên trên cái hồ đó.
Nhưng mà có những cái người mà cái tốt của họ đó, nó chỉ giống như một cái lu nước thôi, nó chỉ đủ để mình đưa cái gáo vào mình múc để mà mình tắm giặt nấu ăn thôi, chứ mình đừng có kỳ vọng nhiều quá ở họ, vì họ chỉ là cái lu thôi, chỉ là cái lu nước thôi. Mình đừng có nên chờ đợi, trông đợi, hy vọng, kỳ vọng gì ở họ nhiều lắm. Họ chỉ là cái lu thôi, mà lu thì mình chỉ có múc ra mình xài thôi, chứ mình đừng có, không ai mà tuổi, ai mà trưởng thành trên 18 tuổi đầu óc tỉnh táo mà nhảy vô trong cái lu đó, tôi chưa từng thấy, tôi chưa thấy bao giờ, tôi chưa thấy ai mà sử dụng nước lu bằng cách là nhảy vô lu vậy, nó không có. Không, cái lu, cái hũ, cái chậu, cái viện, à, cái an thì nó chỉ đủ để mà mình là thò cái gáo và mình múc. Đó là ngày, nó có những người mà cái dễ thương của họ, cái tốt của họ nó cũng hẹn trong một cái chừng mực hạn chế nhất định nào đó. À, mình đừng có hy vọng nhiều quá. Khi mình hy vọng nhiều quá thì mình sẽ bị thất vọng, mất mẻ, sốc. Mình phải tâm niệm là người này chỉ cái cỡ, người này chỉ tới cái lu thôi, nhưng mà họ vẫn còn cái giá trị của một cái lu nước, không chứ họ không thể là cái hồ được. Có những người là mình có thể tung tăng tắm gội dông thuyền vui chơi thưởng thức trên đó, nhưng có những người là cái lòng tốt của họ là chỉ đủ là cái lu nước thôi. Mình đối với họ, mình chỉ có thể khai thác họ bằng cái gáo thôi. Nhưng mà nghe nói có những người còn tệ nữa, họ chỉ là một cái vũng nước bằng cái vốc tay, bằng cái bụng tay, nó không có đủ chỗ để mình đưa cái gáo vào. Thậm chí bây giờ mình nó nhỏ mà nó cạn đến mức mà mình cũng không thể đưa cái bàn tay vào để mình vốc nước ra nữa, thì sao? Nó lúc nếu mà lúc cần thiết mà phải uống thì chúng ta đành phải chống hai tay trên đất, rồi đưa cái miệng của mình vào sát cái uống nước đó để mà uống. Dĩ nhiên ngài đang nói trong trường hợp ngặt nghèo đó nha, ngặt nghèo chứ đời tôi tưởng cho rất lớn, tôi chưa có trải qua cái giây phút nào mà nó ngặt nghèo đến cái mức đó. Nhưng mà tôi hiểu cái lời ngài nói, ngài nói là những lúc mà ngặt nghèo đó, thì mình không thể đưa gáo vào trong đó, mình không thể đưa cái bụng ta vào trong đó, thì mình đành phải là chống hai tay trên đất, đưa cái miệng sát vào trong cái miệng mình uống. Ở đây bà con nào từng đi vượt biên chắc biết cái đó, tức là trên tàu có những cái chuyến đi mà nó bị lạc trên biển, máy hư, tàu lạc, không có nước uống, thì người ta đó tháo nhẫn, tháo dây chuyền để đổi với ông chủ tàu á, một chỉ vàng nghe, đổi một chai nước nhỏ cho con nó uống. Ghê không? Rồi có những người Phật tử họ kể tôi chuyện còn ghê nữa, có nghĩa là mình trong suốt thời gian mà ở ngoài biển họ bị nhốt với hầm dưới đó. Rồi trời mưa xuống thì nước ở trên cái sàn trên nó mới theo cái sàn tàu nó mới rỉ xuống dưới, rồi nó kéo theo nào là dầu nhớt, rồi bao nhiêu thứ dơ bẩn của con người ở trên á, thì nó mới rỉ xuống cái hầm tàu. Thì mình với mình lấy cái bàn tay mình bụm, mình hứng cái mình hấp, mình hấp. Hoặc là có một, tôi biết có một chuyện có thật, đó là một người lính mà sau này đi xuất gia, là trong thời gian trước 75, trong một cái trận đánh mà coi như hai bên là trộn vào nhau như là trộn trấu vậy, thì mỗi người trong cái hầm của mình vậy đó, thì cứ ló lên là bị bắn, lấy nón sắt mà để đầu cái súng mà đưa lên trên là họ bắn, họ là đối phương bắn quay tròn cái nón. Thì trong thời gian đó, mưa lớn xuống mà vị này nằm ở dưới để khát nước quá, thì cái lấy cái nắp bi đông để hứng từng giọt nước mà nó rỉ theo cái rễ cây á, mà hỏi mình đào cái hố cá nhân đó, nó có ló mấy cái rễ ra, thì bây giờ nước mưa nó thèm mấy cái rễ nó xuống thì mình lấy cái nắp bị đông nó mình hứng cái nước mình đủ. Thì đâu mấy ngày sau đó, thì cái đơn vị nó được giải cứu, thì vị này mới nhảy lên bờ, nhảy lên khỏi hầm đó, thì mới biết rằng cái trên cái là có một, trên mặt đất ấy, nó có một cái đường nước chảy mấy hôm nay đó, nó chảy từ trên mặt đất chảy xuống hầm mình, và có một cái xác chết nó nằm vắt ngang ra cái dòng nước đó. Nghĩa là mấy hôm nay cái nước mình hấp á, nước mà mình hấp ở trong cái nắp bi đông đó, là nó có pha cái nước vàng, nước sình chảy từ cái xác chết, nhưng mà cũng phải ráng uống đó. Thì tôi kể dài dòng để các vị thấy có những cái tình huống mà coi như là mình phải tận dụng để khai thác những cái nguồn nước cực kỳ hiếm hoi và khó uống như vậy, khó ngửi như vậy nha. Thì con người cũng vậy, nó có những con người mà bản thân họ cái lòng tốt của họ, cái khả năng, cái sự dễ thương, cái sự thân thiện của họ đó, nó không có đủ để mà mình có thể kỳ vọng nhiều hơn nữa. Thì lúc bây giờ mình đành phải coi họ giống như một cái vũng
nước trong cái dấu chân trâu bò trên đường vậy. Hoặc coi họ giống như một cái một chút nước mà nó rỉ chảy theo cái rễ cây mà trên đó có cái xác người nó nằm gắt ngang vậy đó. Có những người mình phải hiểu họ như vậy, mình phải hiểu là trong đời sống thì thôi thì bất đắc dĩ thì cũng phải chấp nhận nhau, nhưng mà ít ra mình cũng hiểu rằng đó là cái tốt sau cùng hiếm hoi của họ, để gì, để có thể thương được nhau, có thể bao dung, có thể cảm thông, có thể dung chứa được nhau, chỉ vậy thôi nha. Nhưng mà nên nhớ là ai cũng có lúc tốt, thì mình chỉ quý họ ở chỗ có tốt đó, còn cái mức độ giao du thì tùy người. Nhưng mà trên căn bản thì phải dùng những cái suy tư đó để có thể sống bên cạnh cái người mà mình chịu không nổi, không? Người, vật hay là cảnh trí thiên nhiên, trú xứ nhà ở, thì tất cả những cái đó là mình phải có khả năng chấp nhận với những suy tư cần thiết mà nãy giờ tôi đã cung cấp cho các vị rồi. Mà cái chuyện đầu tiên, cái điều cốt yếu tiên quyết đó là cái nhận thức được rằng mọi sự ở đời này là khổ. Rồi còn tất cả những nhận thức, những hình ảnh, những giải thích gì đó là phụ thôi, phụ thôi, phụ thôi. Và cái chuyện tiếp theo mà chúng ta bắt buộc phải đặc biệt lưu tâm, cái chuyện thứ nhất á, là tôi đã nói rồi, tôi đang nói điều tiếp theo là cái điều thứ nhất á. Tôi nhắc lại suốt bài giảng là tôi sẽ nhắc đúng 1.000 lần. Đó là khi mà người sống trong một cái nhận thức rằng mọi sự là khổ đó, cái sự có mặt của cái hình hài này, của cái tấm thân này, của năm uẩn này, của thân xác này, của danh sắc này đó, là một cái nặng, là một cái khổ đó, là cái cần phải chấm dứt, cần phải kết thúc đó. Thì đó là nhận thức một. Nhưng mà cái nhận thức hai đó là chúng ta sống với nhận thức rằng bản thân cái tâm lành đó, khi mà nó có mặt đó, là một sự hạnh phúc, chưa nói đến quả báo báo ứng đời sau nha. Bản thân cái tâm lành khi nó có mặt nó là một sự hạnh phúc, một sự an lạc cho chính mình. Và cái tâm ác, cái tâm xấu, cái tâm bất thiện nó gồm có thù hận tức tối rồi đó, vân vân, thì bản thân cái tâm bất thiện đó, khi nó có mặt nó đã là một sự đau khổ. Mà người không có sống chánh niệm, không có học giáo lý thì không có biết cái chuyện này. Không, tôi nói là một lần nữa, bà con có khi viết, bà con ghi cái này. Có hai cái chữ mà nhiều người tự nhận mình là Phật tử nhưng mà hiểu sai hoặc là hiểu không tới. Có hai cặp khái niệm rất là quan trọng. Một là cái chữ nghiệp quả, và hai là cái chữ nhân quả. Nhân quả là gì? Nhân quả là lực tác động và phản ứng, thì cái đó gọi là nhân quả. Không? Ngay tức thì, ví dụ như bây giờ các vị lấy cái móng tay các vị véo vào trong da thịt của mình, thì cái véo đó là nhân và cái đau đó là quả. Không? Các vị mở lò lên cho cái lò nó đỏ lên, đó là nhân. Rồi cái nồi nước bên trên nó sôi, đó là quả. Các vị đưa cái ngón tay vào ổ điện, cái động tác đưa vào đó là nhân, mà bị điện giật là quả. Đó là tác động và phản ứng. Không? Tất cả những cái chuyện trên đời này, dù ngay bây giờ hay là kiếp sau, đều nằm gọn, tôi nói thiệt là chậm nha, những cái lực tác, cái quan hệ giữa tác động và phản ứng mà nó xảy ra ngay bây giờ, hoặc là ngày mai, tháng sau, năm tới, kiếp sau, vô lượng kiếp sau, tất cả đều gọi là nhân quả hết. Tuy nhiên ở trong cái nhân quả này nó có một cái trường hợp gọi là nghiệp quả. Nhân quả nó có hai. Một là những gì xảy ra ngay bây giờ, hoặc là những gì xảy ra ở một lúc khác. Nhân lúc này, nhân mà nó cho quả ngay lúc này, hoặc là nhân mà nó cho quả ở một lúc khác đều gọi là nhân quả hết. Nhưng mà riêng nó có một trường hợp nữa đó, cũng trong nhân quả nó còn có một trường hợp nữa, đó gọi là trường hợp nghiệp quả. Có nghĩa là tạo bây giờ lúc khác nó cho quả, thì cái đó được gọi là nghiệp quả tiếng Bali. Trường hợp một và trường hợp nhân và quả gọi là hê tú phá lá. Hê tú phá lá có nghĩa là có lực tác động rồi phải có cái chỗ phản ứng, thì đó gọi là hê tú phá lá. Còn cái trường hợp hai đó, ở trong cái nhân quả này nó có một trường hợp gọi là nghiệp quả, có nghĩa là sao, là những nghiệp thiện ác.
À, còn cái nhân quả nó gồm có hai trường hợp, một là có liên hệ thiện ác và hai là không liên hệ thiện ác. Chứ hạn như mình giờ mình lấy ngón tay mình gõ lên bàn, đó là nhân, có cái tiếng động nó vang ra đó là quả, không? Mình dặn cái lò đó là nhân, rồi cái lò nó nóng đó là quả, lò nó nóng đó là nhân, cái nồi nước nó sôi đó là quả, thì cái nhân quả này nó không có liên hệ đến đến thiện ác, trường hợp một. Còn trường hợp hai là cái nhân quả mà có liên hệ tới nghiệp ác. Thí dụ như chúng ta có lòng lành, nói lời lành, hành động lành, thì cái đó gọi là nghiệp lành. Thì chính ba cái lành này nè, mai mốt nó sẽ cho mình những cái quả báo tương ứng, đó cũng là nhân quả, nhân quả có liên quan tới thiện ác. À, rồi trường hợp nữa là nói lời ác, suy nghĩ ác, hành động ác, mai mốt nó sẽ cho ra những quả báo tương ứng với ba cái ác này, thì đó gọi là nghiệp báo mà ở hướng tiêu cực bất thiện, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, mình muốn tu nhẫn á, thì mình phải nhớ như thế này. Hôm bây giờ mà mình nổi giận á, thì bản thân cái nổi giận đó là khổ rồi. Nổi giận nó là nhân, mà cái khổ tâm nó là quả. Bản thân nó đã là khổ, khổ ngay bây giờ. Đó là một. Cái thứ hai, nói về mặt nghiệp quả, khi mà mình nổi giận nó là nhân, là nghiệp bất thiện, thì một đời khác, một đời sau kiếp khác, mình phải trả cái quả cho cái phản ứng sân si của mình ngay bây giờ. Và có một câu nói rất là quan trọng mà mình phải nhớ: người ta hại mình, người ta gọi là hành động ác ý, nói năng ác ý lên lên người của mình, đó là cái nhân xấu của người ta và quả xấu của mình. Nhưng nếu mà lúc bây giờ mình có phản ứng bất thiện, thì lúc bây giờ mình lại tạo ra cái nhân xấu cho mình. Nhớ cái này quan trọng lắm, tôi nhắc lại nha. Khi người ta nói năng bất thiện, hành động bất thiện lên con người của mình, thì đó là cái nhân xấu của người ta, và lúc mà mình phải chịu cái đó, thì đó là quả xấu của mình. Mọi sự nên để chấm dứt ngay chỗ này. Còn nếu mà mình lại dùng cái tâm bất thiện để mình phản ứng một cách bất thiện trước cái tấn công của người ta, thì lúc bây giờ mình vừa chịu cái quả xấu mà vừa lại tạo cái nhân xấu cho đời sau chúng ta. Thì đương nhiên hồi nãy tôi có nhắc một chuyện rất là quan trọng mà tôi sợ bà con quên. Thế nào trong room nghe tới đây bà con nói trời khó quá, sợ nó chửi cha tôi làm sao tôi nhịn. Đúng, quá đúng. Tôi đã nói rồi, nền tảng của tất cả công phu, tôi nói thiệt chậm nha, nền tảng của tất cả công phu đều phải dựa trên hai thứ. Một là nhận thức, anh phải biết hết những điều tôi nói nãy giờ, đó là nhận thức. Thứ hai là quân tập. Không thể nào mà các vị nghe tôi giảng xong bước ra một cái là có khả năng tha thứ, yêu đương, yêu thương và bao dung người ta như một ông thánh. Chuyện đó không bao giờ có, không bao giờ. Mọi mọi cái công phu đều phải được thực tập theo cái cách quân tập, thực tập theo cái hướng quân tập, nghĩa là cứ tích lũy ngày một ít, ngày một ít. Buổi đầu mình có thể dùng cái phép tự kỷ ẩm thị, mình cứ cứ ghi tự mình ép mình phải chấp nhận mọi thứ là giả, mọi thứ là khổ, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Lâu ngày đó, từ cái tự kỷ ẩm thị ngoài da, nó sẽ đi vào trong máu của mình, trong tủy của mình, nó thành ra cái vốn liếng, nó trở thành ra cái nội hàm, nó thành cái chất lượng, thành cái máu huyết của con người mình nha. Nhưng mà ngay bây giờ sau bài giảng này mà các vị muốn rằng các vị có thể làm được 100% những cái điều mà tôi vừa nói, thì tôi biết chắc cái điều nó không có được. Là vì sao? Là vì trong vô số kiếp luân hồi quá khứ, mình đã sân si quá nhiều kiếp rồi. Có bao nhiêu lần trong cái cuộc luân hồi thăm thẳm ấy, ta biết được Phật pháp, ta được nghe lời lành, được nghe đạo, được có dịp hành trì, có bao nhiêu lần? Không có nhiều lắm đâu. Bởi vì nếu nếu mà nhiều thì bây giờ các vị không có mà ngồi đây mà nghe tôi nói đâu nha. Bây giờ các vị đã niết bàn rồi, bạn đã lên chín tầng trời ở chảnh rồi nha, nhớ cái đó. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là phải quân tập, mà phải quân tập nay chút mai chút. Tôi ví dụ bản thân tôi, làm sao tôi dám nhận tôi là người đạo hạnh, làm sao tôi dám nhận tôi là thiền sư, là hành giả. Nhưng mà có cái này đối với tôi thấy nó là một cái hữu hiệu nè. Cứ nghĩ về cái chết. Nghĩ về cái chết, tức là hồi nãy tôi khuyên các vị thì nghĩ về cái khổ đó, nghĩ về cái tấm thân này là khổ, mọi hiện hữu là khổ, thích ghét ác cảm hay là thiện cảm gì cũng là khổ đó. Còn riêng tôi thì cái mà tôi là tâm đắc nhất đó là cái niệm chết. Niệm chết là đối với tôi đó là hiệu quả nhất.
Có nghĩa là tôi nghĩ là mình còn được bao lâu, mình cứ để ý, mình để ý cái thân mình nó bao nhiêu là vấn đề. Bây giờ tạm thời thì nó chưa có xì ra thôi, nhưng mà tôi biết chắc là 50 tuổi trở đi là đủ thứ chuyện có thể xảy ra cho cái cơ thể này bất cứ lúc nào. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm nha. Mà nhiều người thì tôi tiếp xúc, tôi tiếp xúc trong những bài, những cái buổi tu học, những bài giảng này, tôi thấy họ đó, đúng là vô phước, cứ bơ bơ, cứ trơ trơ như vậy. Đó, tới hồi mà bác sĩ phán á, thì họ rung bắn người lên, đúng là người vô phước mà thiếu trí á. Lúc mà đang ngon là lúc tốt nhất để mình tu học chính là lúc này nè, thì không, cứ thế ông sư nói vậy là bắt đầu á, một là nghĩ là ông nói vậy mà ông có làm đúng như vậy hay không, chỉ là chuyện ngu xử. Tôi nghĩ là con bò nó cũng không có ngu như người đó nữa, con bò nó cũng không có ngu như vậy. Khi mà chủ kêu thì nó đi thôi, chứ nó không suy nghĩ nhiều về chủ. Trong khi cái chuyện người ta nói mình thay vì mình làm cho mình là chuyện đầu tiên, là mình nghĩ là ông nói như vậy ông có làm được vậy hay không. Mà mình tại sao mình không chịu nghĩ rằng ông nói cái gì thì không chịu nghe, mà cứ nghĩ về ổng không à. Đó là cái ngu xửng súc vật nhất của người nghe pháp. Cái ngu xửng thứ hai là mình có chịu thấy, chịu nhớ rằng mình là sắp chết không. Mình có chịu nhớ rằng nay mai mà trên giường bệnh không, trên bàn mổ không, thì mình sẽ ra đi với cái tâm trạng như thế nào? Hoang mang, ngờ vực, sợ hãi, tiếc nuối. Cái chết đó mình có chịu nổi hay không? Mà cứ bư bư, cứ bơ bơ, cái mặt tới giờ này vẫn tiếp tục. Và tôi đã gặp rất là nhiều người như vậy. Họ cũng tự hào, họ là đại thí chủ, rồi họ tự hào, họ là quy y vị thầy, bà, cái gốm cao tăng và thượng tùm lum hết. Mà nó ngu sửng một chỗ đó là những cái đó nó không có ý nghĩa gì hết. Cái chuyện mà họ là đại thí chủ, cái chuyện mà họ là đệ tử của cao tăng, cái đó không có lý gì hết. Cái quan trọng nhất đó là cái khả năng mà nhận thức Phật pháp và hành trì quân tập ngay bây giờ nè. Cái chuyện mà họ đối phó với cái vấn đề của nội tâm đó, cái đó là cái quan trọng. Và tôi nhắc lại, một cái người mà học đạo đó, thì ngoài cái ý thức đầu tiên, ý thức rằng là mọi thứ đều là khổ, thích ghét đều là khổ, không, cái ý thức tiếp theo đó là họ phải nhớ được rằng tất cả những cái bất mãn, hờn giận, thành kiến, ác cảm ngay bây giờ nè, bản thân nó đã là khổ rồi, chưa nói đến khổ báo đời sau, chưa nói đến cái báo ứng đời sau nha. Chỉ nói, chỉ nhớ một chừng nữa, ngay bây giờ và các vị hỏi tôi kinh nào nói, đó là ngài Sa Lợi Phất. Ở trong kinh Thập Thượng và Phúng Tụng, ngài dạy rất rõ, này các hiền giả, khi mà các hiền giả nổi giận với một người nào đó, các hiền giả hãy tự hỏi lòng mình, ta được gì, ta được gì với cái sự hờn giận này, ta được gì. Ngài nói vắn tắt vậy thôi, ta được gì. Còn nếu mà phân tích ra là tại sao mà mình lại có thể đem lửa của người ta đem bỏ vô túi quần của mình. Tôi biết cái này rất là khó làm, nhưng mà phải thực tập. Tôi nói lần nữa, phải quân tập bên cạnh cái nền tảng nhận thức, còn phải nền tảng quân tập nữa. Phải là quân tập từng ngày như vậy. Và chị, và cái chuyện mà quan trọng ở đây phải nhớ đó là tránh xa người ác. Muốn tu tập tâm từ, muốn tu tập cái hạnh là bố thí, muốn tu tập cái hạnh kham nhẫn, muốn tu tập cái hạnh hành xả, là cái chuyện đầu tiên là phải tránh người ác trước. Nhiều người cứ bàn chuyện cao siêu mà quên cái này. Tránh người ác là gì? Tránh những người có thể gây phiền cho mình khi mà cái đạo lực của mình không, nó chưa đủ mạnh. Ăn rồi đó là cứ alo, cứ tin nhắn với mấy cái người mà mình biết là họ sẽ làm phiền mình, mà cứ mắc cái chứng gì ăn rồi cái check email. Quý vị phải, phải có cái can đảm, phải có can đảm là không đọc cái khỉ gì hết, chỉ đọc những cái nào mà mình thấy, ví dụ như gì về giấy tờ, luật sư, nhà băng, cảnh sát, bác sĩ, bệnh viện, hoặc là của bà già má mình á, tức là vợ của ba mình á, đó, thì những cái email đó mình liếc coi có chuyện gì nha. Chứ còn ngoài ra ba cái thứ tầm bi tầm bạ là tôi dám chắc là 95% bạn bè của mình đều là bảo tin bất thiện không mà, dầu đó là tin vui hay tin buồn nha. Trên cái chuyện đầu tiên đó, thầy đó, là phải tránh tránh tiếp xúc, tránh tiếp xúc với mấy cái người bất thiện. Rồi cái chuyện bước thứ hai nó mới là quay lại với những cái nhận thức mà nãy giờ tôi nói. Quay lại với những nhận thức đó, ngoài cái chuyện ý thức được đời này là khổ đó, thì ý thức thứ hai cái nhớ rằng sự có mặt của tâm thiện đã là an lạc. Khoan nói đến cái báo ứng đời sau,
sự có mặt của cái tâm là hờn giận sân si, bản thân nó đã là đau khổ, chưa nói đến báo ứng đời sau, cứ nhớ cái đó. Và cái chuyện mà người ta là làm đối xử tệ bạc với mình đó là nhân xấu của người ta, và lúc đó là cái quả xấu của mình, và hãy để mọi việc nó dừng lại ở đây, mình đừng có đi thêm bước nữa, đó là tạo nhân xấu cho bản thân. À, cái đó là cái rất là quan trọng. Mà tôi nhắc lại lần nữa, ba cái giải thích, ba cái ẩn dụ gì đó là dành cho cái người hạ căn, cái người mà hạ căn, họ phải cần phải gọi là dìu dắt, giải thích cặn kẽ chi ly. Chứ thật ra đó thì theo thông tin thần Phật pháp là cái nhận thức về bốn đế đủ tu rồi. Cái nhận thức đầu tiên của bốn đế là gì? Mọi thứ ở đời là khổ. Một cái người thanh niên mà có cái ý thức về gia đình, về sự nghiệp thì cái chuyện gì họ cũng bỏ qua hết. Còn đằng này á, là mình cũng còn có cái vương vấn, có cái mắc miếu gì đó mà nó ngoài ra hai cái chuyện gia đình và sự nghiệp, chẳng hạn như đàn đúm bạn bè ăn nhậu vui chơi rồi mấy cái đó mới phiền. Chứ còn nếu một cái người trưởng thành mà họ chỉ tập trung vào gia đình hay là sự nghiệp thì họ biết rằng đây là quan trọng nhất, ngoài ra là rác rưởi, phải luôn luôn đọc câu thần chú đó, đây là số 1, ưu tiên 1, còn ngoài ra là rác rưởi thì người đó mới 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 khỏe được. Chứ còn mà cứ mắc miếu dây dưa không có khá được. Tôi nhắc lại lần nữa là Kalama sau này chúng tôi dự kiến là tháng 4 năm 21, có nhiều người họ chửi chúng tôi như chó vậy đó. Họ nói rằng bài đọc bài đã Cánh Thành, tôi xin xác nhận lại trước cái đám đông nha, đúng là cái này tôi nói ngày hôm qua, cái lớp là lớp intensive cho một nhóm nhỏ tôi mới nói, bữa nay cả một cái rừng người tôi nói, cái thằng tôi này chưa bao giờ mà tôi có một cái kêu gọi, một cái ý mà khánh thành theo cái nghĩa mà grand opening ceremony mà mọi người hiểu, chưa bao giờ. Chỉ có cái này là theo cái lệ của Phật giáo Miến Điện ấy, ở mỗi công trình lớn đó, thì lúc mà thực hiện được 1/4, 1/5 hoặc một nửa, người ta tổ chức một cái lễ gọi là lễ dân cốc. Tại sao? Là vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái công trình đó, đã hồi nãy tôi nói là công trình lớn mà, thì lúc họ cất được 1/8, 1/7, 1/5 hoặc là một nửa đó, thì họ phải tổ chức, là bởi vì nhiều lý do lắm. Một là để hâm nóng công trình, nhắc nhở mọi người rằng nó nè, nó đang tồn tại nè, nó đang được diễn ra nè, bà con đừng bỏ nó, và hâm nóng thí chủ. Bởi vì một công trình mà xây dựng mình trên một mảnh đất mà 1-2 mẫu đó là không biết kiếp nào nó xong. Nhiều rồi mình thí chủ bao nhiêu năm, mấy năm trời họ ra vô thấy toàn là thầy thợ xi măng sắt thép, cái lòng họ nó nguội thì phải tổ chức cho họ thấy. Đoàn chi nữa, để lỡ họ có vô thường thì họ cũng có cái họ cầm theo, vô thường nghĩa là tắt thở đó, nó có cái họ cầm theo. Cho nên một là để hâm nóng công trình, hâm nóng cái đạo tâm của thí chủ và của mọi người. Thứ hai, nó đề phòng trường hợp thí chủ họ ra đi sớm, họ không có đủ thời gian nó thấy. Và cái thứ ba, cái lý do thứ ba thì ở Calama không có cần đó, đó là công trình lớn quá cho nên phải tổ chức như vậy để mà kêu gọi. Chứ còn mà, xưa nay chưa có một cái công trình nào mà ngay từ đầu đã có đủ tài chánh, chuyện đó chưa bao giờ có, từ cái thời mà gọi là Hồng Quang Nguyên Thủy tới bây giờ chưa bao giờ có. Trừ ra đó là công trình của cá nhân gia đình của chính phủ, chứ còn đã nói chùa miếu là chưa bao giờ có chuyện đó. Không có công trình nào mà lúc khởi công là đã có đủ tài chánh, cho nên người ta phải tổ chức. Riêng Galama phải làm là vì hai lý do, không phải là vì kêu gọi cái gì hết, mà để mà vì thứ nhất mình làm trên đất Miến Điện thì mình phải theo cái lệ của người ta, và thứ hai là phải cái thứ hai nữa là để bịt bịt mõm, cho tôi nói cái câu hơi nặng, bịt mõm những cái kẻ mà thị phi tung tin hại bạn. Là Kalama đã làm được gì đó, ba cái hình ảnh nó gửi các vị có nhiều người họ cũng không tin, họ biết cái đó tôi chụp ở đâu à, để đấm mỏm họ thì bắt buộc chúng tôi phải làm cái lễ này nha, đấm mỏm bịt mỏm họ. Mà tại sao tôi lạc đề như vậy là vì tôi muốn nói thế này, ngay sau khi mà khánh thành xong cái trai đường thiền đường, mà tới tháng 4 này chỉ xong cái trai đường thôi, cộng với 8 cái cốc kia là mình có đủ chỗ cho 20 người. Riêng cái trai đường đó, riêng cái trai đường và 8 cái cốc kia đó. 8 có nghĩa là cái cốc gồm 4 phòng đó, thì 8 cộng cái trai đường là đủ chỗ cho từ 20 cho đến 30 người.
À, có nghĩa là đành cái khóa đầu tiên mình là phải là ở tập thể, rồi đến cuối năm thì cái thiền đường nó mới xong. Mà tại sao tôi lạc đề như vậy là vì cái này tông chỉ tiêu chí lý tưởng hoạt động Kalama là chỉ thờ Phật không thờ tổ. Kalama không có thờ một một vị thiền sư, một vị tổ sư đặc biệt nào hết nha, không có đi theo một cái truyền thống nhất định nào là dòng là Pa Ao Mô Gốc, Sumin Upandita Chamyai Mahasi là không. Mà mỗi một khóa như vậy thì Kalama sẽ thỉnh một vị thiền sư Miến Điện về dạy cho mình đúng một đề mục thôi. Ví dụ như tôi dự tính là cái khóa đầu tiên là dạy về hơi thở, rồi mấy khóa tiếp theo là dạy về từ tâm. À, mình tại tôi đang giải cái chữ từ tâm đó, tôi mới quẹo qua đây một chút. Từ tâm là sao? Tức là trước khi bà con về muốn tu tập cái đó, là thì những đối với những người mà ghi danh đó, đối với những người mà ghi danh mà về đó, trước hết tôi phải báo rộng rãi là khóa này sẽ kéo dài bao nhiêu, thỉnh ai và học về học được vị đó dạy và hướng dẫn dạy lý thuyết và thực hành đề mục nào, thì ai cảm thấy ok kỳ này tôi muốn tu tâm từ, thấy thông báo khóa tu tâm từ mà tôi đó giờ tôi mơ hồ tôi biết tu tâm từ là tu làm sao tôi kiểu gì, thì lúc đó giờ mình ghi danh. Và khi gom đủ cái số người ghi danh thì chúng ta sẽ có 3 ngày liên tục để chúng tôi nói về những cái chuẩn bị cần thiết, trong đó bao gồm những cái kiến thức cần thiết để cho các vị về để gặp vị thiền sư đó, gặp vị thiền sư đó trước trước khi mình gặp, mình phải có lót lót lòng trước, chứ cái bụng nó đang đói mà quất vô là nó bị bội thực nha, phải lót lót bằng cháo chó loãng trước cái đã. À, lót bằng cháo loãng trước. Thì ví dụ như là một từ tâm mà tôi đang nói đó, cái này một đó, đó cái chuyện đầu tiên là tránh tiếp xúc. Hồi nãy cái tôi nãy tôi nhớ tôi có nói qua chuyện này, tránh hạn chế tiếp xúc những cái người mà bất thiện đó. Thì muốn tu cái đề mục nào đi nữa mà đặc biệt là đề mục từ tâm hay là cái hạnh kham nhẫn, thì cái chuyện đầu tiên tự lượng sức mình non yếu, chưa có vững chãi đó ha, chưa có ngon lành, chưa có đủ mạnh khỏe đó, thì chuyện đầu tiên là tránh tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với người phiền phức, rất là quan trọng. À, tức nghĩa là trong thời gian đó các vị đừng có tưởng là chúng tôi làm khó, mà nó có lý do. Đang ngồi thiền mà nhận cái tin nhắn, đọc email rất là phiền, không có tu hành được gì đâu. Tin lời tôi đi, tin tôi đi, nó nhắn tin vui cũng là khuấy động, mà nó nhắn tin buồn lại càng khuấy động. Còn nếu các vị sợ rằng có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ở Miến Điện này nó, thì thôi tôi khuyên các vị ở nhà đi đánh bài và câu cá nha, đánh bài và câu cá. Tôi chỉ cho mấy cái chỗ câu cá ở bên Bình Quế rồi đó, rồi mình đánh bài thì đi hỏi ai biết là chỉ cho Sài Gòn đánh bài câu cá, chứ đừng có đi qua bên Miến Điện nó tốn tiền máy bay lắm, vô ích lắm nha. Đánh bài câu cá nhảy đầm ca hát được lắm, ăn nhậu cho nó sướng nha. Chứ còn nếu mà muốn về Calama là anh không thể nào mà anh nói với tôi là chuyện nhà, mà chuyện nhà nói chứ cũng phải tiếp xúc sai. Nếu mà anh còn tiếc cái công việc, tiếc cái nhà thì anh tiếp tục ở nhà nha. Tôi nghĩ tôi là người đầu tiên mà suối Phật tử đi đánh bài con cá, bởi vì thà nó như vậy nó đỡ phiền người ta, mình bất thiện một mình thôi nha, bất thiện một mình thôi, chứ đừng có đem nguyên khi nguyên cái công ty, khi nguyên cái gia đình qua Calama để là làm phiền thêm mấy đứa khác, thì như vậy đó tôi nó tệ lắm. Thà mình đi câu cá cái tội nó ít hơn là đi làm phiền cả một cái thiền viện nha. Cái bị nghĩ của tôi nó đúng không, chứ không phải khơi khơi mà tôi kêu các vị đi nhảy đầm nhậu nhẹ câu cá đâu, nó có lý do. Bởi vì các vị mà có đi nhậu nhẹ nó chỉ phiền một mình mới với các vị thôi, nhưng mà đằng này vào trong Calama mà không chịu tu ăn rồi cứ phone nó cứ toàn ten toàn ten tinh 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 là nó phiền cả làng nha. Cái chuyện đầu tiên chặt đặc biệt như là cái đề mục từ tập hay là cái pháp môn cam nhẫn, đầu tiên phải tránh tránh tiếp xúc với cái người bất thiện, tránh tiếp xúc với đề tài bất thiện, nhớ cái đó, nhớ cái đó quan trọng lắm. Chứ còn mà muốn tu tâm từ, muốn tu hạnh kham nhẫn mà cứ cứ lén 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 cứ alo đầu này alo đầu kia nghe chuyện thị phi thì tôi nghĩ rằng không có cách nào hết. Còn cái chuyện mà thời xưa thời Đức Phật mà người ta bị cọp tha mà ta vẫn đắc quả được đó, là cái chuyện của người ta, mình chưa bằng cái móng chân của mấy vị đó nữa, mình đừng có so mình với người ta nha. Nghe trong kinh nói có vị nào nó đi bát bị người ta chọi bể đầu cái về nhà ngồi đắc a la hán, có vị nào nó bị trọng bệnh máu me tùm lum cái ngồi nằm nằm lắc lăn lăn hỏi đắc a la hán, rồi nghe nó có vị nào nó bị cọp tha rồi cái đắc a la hán trong miệng cọp. Cái chuyện của người ta, chuyện của người ta, mình chưa có là cái gì đâu nha.
chưa có bằng cái gì của người ta hết đó. Mình đừng có mà cứ moi ba cái chuyện đó ra mà tôi ghét vô cùng cái chuyện đó, là ghi đọc để biết vậy thôi nha, chứ mình chẳng là cái gì hết. Mình phải đi bằng những bước chân rất là mẫu giáo, rất là mầm non nha, nhớ rất là mầm non nè. Thì cái chuyện đầu tiên á, đấy có nhiều người họ có họ tin nhắn email họ hỏi tôi về Phật pháp, tôi liếc tôi thấy cái subject thì tôi còn đọc à, chứ còn mà tôi thấy lạ lạ tôi không có đọc, tôi thấy cái mùi nó hơi tanh tanh tôi không có đọc. Thì trong đó có những người họ đề nghị với tôi, họ nói con khổ quá, sư giảng cho con nghe về chuyển nhẫn đi. Thì tôi có nói thế này, tôi nói, ok đó, tôi thấy gom vô gom mấy cái đề nghị này tôi thấy nó hơi nhiều nhiều quá, thì tôi mới đi vô trong room tôi giảng một lần. Chỉ cần mà mỗi em mà tôi cứ solo kiểu thợ tình kiểu này tôi chịu không có nổi, tôi mệt quá, tôi già lắm rồi nha, tôi già lắm rồi. Thì bây giờ bữa nay tôi gom hết tôi giảng trong một ngày thế này thôi, vì bà con đủ duyên thì bà con nghe, không bà con đi chết đi nha. Rồi thì cái chuyện đầu tiên muốn tu tập cái kham nhẫn và cái từ tâm ấy, hành xả nói chung là phải lánh người ác, không tiếp xúc với cái người mà có khả năng là quấy nhiễu cái đạo tâm, những người có thể là tạo ra những cái từ trường tiêu cực đối với mình phải tránh. Tôi nhắc lại lần nữa, phải tránh, không phải tránh tránh tiếp xúc từ cái con người cho tới tin nhắn email từ điện thoại là phải tránh. Đấy. Thì ở đây đó là nói về cái mà muốn tu hạnh nhẫn, cái chuyện đầu tiên ở đấy là cái khả năng nhận thức, và thứ hai là khả năng quân tập. Quân tập là sao? Quân tập là từ nãy giờ tôi nói rồi, quân tập có nghĩa là không phải một ngày một buổi đâu, ngày một buổi. Cái khả năng cái khả năng nhận thức thì đã tôi có nói đó, là cái nhận thức về cái bản chất của đời sống. Và hồi nãy tôi nói nếu mà tôi nói tới đó mà bà con nào không chấp nhận thì lập tức đóng cửa tắt máy đi ra ngoài nha, chứ đừng có nghe nữa, vì phần sau là nó gắn liền với phần trước nha, gắn liền phần trước, tức là không có ý thức được, không ý thức được, không ý thức được cái bản chất đời sống nó là khổ, không có ý thức được rằng mình đang nằm trong cái đống phân, mà mình cứ không có tìm ra cách nhảy ra khỏi đống phân, mà cứ kỳ kèo, cứ hạnh quẹ, cứ so đo với thằng cái bên, tại sao anh đứng bên đó, mình nói là anh đứng trên gió, tôi anh biết không, anh phải xích vào đây một chút, mà đôi khi có cái hố phân nó không có nghĩ cái chuyện đi ra, mà cứ cãi cả buổi là thằng nào đứng trên gió, thằng nào đứng dưới gió. Mà bên phần của anh á là cái mùi ít, bên tôi mùi nhiều quá, anh đổi chỗ tôi đi, sáng giờ anh đứng mình nói đủ rồi, giờ đổi đi, bên anh nó hơi sạch sạch, bên tôi thì nó đặc lư à, bên anh nó loãng, bên tôi nó phân nó gì nó lờn quá đi, đổi chỗ đi. Rồi cả buổi như vậy đó, mà chống cái tay thoát lên bờ là nó khỏe rồi, không cả buổi cứ cãi nha, bên anh lỏng bên tôi sạch, rồi bên anh là phân tươi bên tôi phân lâu ngày, bên anh là phân một nắng bên tôi là phân hai nắng. Thì tôi phải nói rằng nếu mà các vị trong room mà tình cờ mà thấy hai cái thằng mà nó như vậy đó, thì tôi khuyên các vị nên đi gấp, bởi vì đây là hai thằng ba trận nha, hai cái thằng mà là hai thằng ba trận. Bởi vì trên nguyên tắc đầu óc tỉnh táo, không say rượu, không tâm thần, không lú lẫn, không phải trẻ con, thì lọt vô hố phân là bằng mọi giá phải thoát lên bờ giọt mắt. Còn mà nghe hai cái thằng đó mà nó đôi co nó cãi cọ thì tôi phải khẳng định rằng là quý vị đang ở ở sát sườn hai cái thằng ba trại, không mà các vị tiếp xúc với hai thằng này sớm muộn nó cũng lôi các vị xuống cái hầm đó nữa. Tôi khẳng định rằng, hai cái thằng mà như vậy mà các vị còn mê men lại gần hỏi cái gì đó là sớm muộn nó cũng kẻ bị hai nó hai không nha, hai không mà không mà mình là kiểu kiểu nó gọi là nó kéo mình xuống nha, đó là nguyên tắc. Cho nên chuyện đầu tiên anh muốn tu cái gì thì anh phải có được cái nhận thức trước, phải có nhận thức. Và thứ hai là thực tập trên cái hướng huân tập. Ừ. Thì ngài Sa-la Phất ngài nói cho mình rất là rõ, có những người mà gọi là cái tốt của họ đó, dễ thương của họ đó, nó giống như là một cái hồ nước lớn như vậy, mình có thể tha hồ tung tăng tắm gội nấu ăn, bơi lội, đi thuyền thoải mái. Nhưng mà ngài nói có những người mà mình phải hiểu ngầm là họ chỉ là cái lu, chỉ là cái lu, mình chỉ có thể là khai thác họ bằng một cái gáo, cái chén, cái ca, chứ còn không thể nào mà nhiều hơn được. Rồi có cái hẹn sau cùng nó chỉ là cái vũng nước nhỏ trên đường thôi, thì mình đừng có kỳ vọng ở họ nhiều quá, mình đừng có là lấy nguyên cái gáo mình thọc phía dưới là sình không rồi nha,
đừng có dại dột mà đưa nguyên cái ca cái gáo xuống là sai, mà mình phải nhẹ nhàng nín thở, nhẹ nhàng là phải nín thở đó nha, nhẹ nhàng nín thở và thật cẩn trọng chống hai cái bàn tay trên đất, đưa cái mõm của mình vào trong đó, đưa cái mõm mình sát vào trong đó, mình mới hút lên từng phần nước mình uống. Có những người nó tệ như vậy đó. Nói chung là đứa nào cũng cũng có cái chỗ để mà mình thương nó được hết, còn nhắm thương không được thì phải tránh nha. Yếu người đừng đi nắng, đây là cái câu thần chú, yếu người đừng đi nắng. Không có một cái pháp môn nào mà giúp cho các vị kham nhẫn một cách dễ dàng gì đó, không có, là vì cái phàm tâm của các vị nó lớn như núi, mà cái đạo tâm thì nó nhỏ như là cái hột cát. À, bao nhiêu công phu của mình nó giống như lấy móng tay mà đào núi, một ngày một buổi thì làm sao mà nó suy diễn được gì cái ngọn núi quý vị, chứ đâu không có. Nhớ nha, và cái chuyện quan trọng nhất trong 38 pháp an lành đó, kinh hạnh phúc đó, thì trong muốn thực hiện được 38 là cái điều đầu tiên có thể là không gần gũi kẻ thân cận bậc hiền trí. Tất cả các pháp môn đều được khởi đầu từ đây, đều được khởi đầu từ cái chỗ xa người ác và gần người lành. Và cái người ác ở đây nó gồm có hai trường hợp: một là con người bất thiện, con người có thể gây phiền cho mình. Cái trường hợp thứ hai, cái người ác này là gồm những tư tưởng bất thiện, những cái chủ đề, những đề tài bất thiện mà nó lãng vảng, nó phản phất, nó bàn bạc trong đầu của mình trong từng phút, thì cái đó cũng gọi là người ác, người xấu nha. Cho nên mình tránh người ác là đã đành rồi, nhưng mà phải kịp thời tỉnh táo phát hiện là lúc này mình đang nghĩ nhiều về cái chuyện gì. Nhiều người hiểu lầm tưởng là chắc tôi ăn rồi là tôi có chổng mông lên trên Facebook. Sai, tôi viết sách, tôi dịch kinh, cứ lâu lâu thì tôi có hé vào đó một chút xíu, tôi coi tin tức Calama đó mà, đó là như ngày hôm qua. Ngày hôm qua đó là tôi coi trên Calama đó, hình ảnh Calama, mình coi có cái gì để mình bỏ Calama nghe. Ngày hôm qua tôi có người bên mấy ông thầy thợ ông gửi mấy hình, tôi đang do dự nghĩ có nên không, tại vì họ bữa họ là họ đổ mắm, rồi bữa sau họ dựng cột, rồi hôm qua là cái đợt hình mới nhất là họ đã thả mấy cái đà, mấy cái đà ngang để mà là làm lao phong, làm nóc, là nó hai lớp. Ừ. Thì tôi lừa và tôi có thấy một chuyện đó là phải nói là từ đó có rất là nhiều cái phiền, mà có nhiều người đó là người Việt Nam mình sống ở đâu mình cũng có trách nhiệm ở đó, nhưng cái chữ trách nhiệm ở đây nó hoàn toàn không có nghĩa là mình lấy phân ở trong cầu người ta mình trét lên đầu của mình không có gấp lửa ở trong bếp người ta mình bỏ vô cái túi quần của mình. Biết bao nhiêu người Việt Nam bây giờ đang chính thức chia rẽ thù oán, không nhìn mặt nhau chỉ vì hai chữ Biden and Trump. Các vị thấy tào lao chưa? À. Khi mà hành giả phát hiện là trong đầu của mình nó đang chứa những cái chủ đề mà nó không có lợi cho chuyện tu tập là phải gạt nó qua một bên. Trong khi có biết bao nhiêu người, à, tôi biết tôi nói là nhiều người cũng đang đi, tôi thấy những ông Kiên cũng có, ông Kiên cũng đang góp bằng sân si tào lao, ông này tôi là tào lao luôn. Sân si rồi cũng xúi dục sách động quần chúng tụi ta la hết để ta lao, là bởi vì đồng ý là cái chuyện mà ông nào đắc cử rồi đồng ý cái chuyện đó, nếu cần cũng phải nói ảnh hưởng tới mình lắm nha, có ảnh hưởng tới Calama chứ mà không có đâu, có ảnh hưởng tới Calama lắm chứ mà không có đâu nha. Vì sao? Vì Calama chẳng là cái đinh gì đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở châu Âu, nó có ảnh hưởng tới Việt Nam, mà Mỹ, châu Âu, Úc, Việt Nam nó thì đương nhiên hả quý vị, có ảnh hưởng thì Calama nó chắc chắn là nó phải bị lây rồi, trâu bò hút nhau rùi mũi nó chết đấy. Và tôi cũng có một chút dị đoan, là dị đoan tôi thấy nó lạ lạ chỗ này là tôi thấy cái tên mà cái tên gọi là Barack Obama, đây là một cái tên rất là lạ, cái tên này lạ lắm, mà cái tên này không có phổ biến, ở đại sứ Mỹ nha. Lần đầu tiên tôi gặp một người tên là Obama đó. À, lần đầu tiên có lẽ bởi tên nó làm như là làm bên Indonesia hay là châu Phi gì đó, mà tại sao tôi muốn đem cái tên ra tôi nói tại sao, là bởi vì nó có cái lạ là cái tên này vốn dĩ thí dụ như ông tổng thống Johnson đi, ít ra mình thấy cái chữ Johnson nó cũng rất là gần với ngôn ngữ Anh Mỹ đúng không, châu Âu đúng không, nhưng mà đằng này cái tên Obama rất là lạ vậy, mà trời nó khiến cho có một nhiệm kỳ mà ông tổng là Obama mà ông phó tổng là cái ông Biden, để chi ta
Obama mà cộng với Biden đó, nó thành ra một cái lực để mà đối phó với một nhân vật tên là Osama bin Laden. Tôi thấy cái đó tôi rất là ngạc nhiên nha. Cái tên Obama là người ta rất là hiếp, mà nó lại hết người cộng, chứ phải nó cộng với Johnson, cộng với David, cộng với Smith, tôi không nói. Đằng này nó cộng ngay chốc với một người tên là Biden. Như vậy mình đọc chung lại là Obama Biden. Thì hai người này nó lại đi đối phó thành công một nhân vật tên là Osama bin Laden. Mặc dù nó không có giống nhau 100% nhưng mà rất là đáng để mình lưu ý nha. Thì bây giờ kỳ này á, là cái ông này là ông Joe Biden. Cái ông này mắc mới thì tôi thấy, nhưng mà tôi thấy cái bà phó của ông, bà tên là bà Kamala Harris. Mà tôi thấy Kamala này nó làm như có cái mùi phảng phất với Kalama. Tôi không biết là họ lên rồi thì cái Kalama này nó là phúc hay là họa đây. Đấy, mặc dù mình chỉ là con ruồi thôi, nhưng mà có điều mình cũng chạnh lòng, mình hết hồn chứ, mà cái tên này sao nó lạ vậy ta. Bởi vì mấy ngày nay mình chờ họ 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 gọi là tổng kiểm phiếu lại nha, họ tổng kiểm phiếu thì cái chuyện của họ bằng mới thì mình, nhưng mà tôi có cái linh cảm thế này. Tôi nhắc lại lần nữa, họ không có trực tiếp tác động Kalama đâu. Kalama là con ruồi, không, hột cát thôi, nhưng mà nó tác động lên thế giới, nó tác lên cộng đồng đồng kiều bào của mình, Úc, Âu, Mỹ, Á đó. Mà mấy cộng đồng này mà nó bị lây cái gì đó là Kalama lãnh đủ, nó khổ chỗ đó, nó khổ chỗ đó nè. Chứ còn mà cái chuyện mà ai lên thì có mắc mới gì đâu, nhưng mà nó khổ chỗ là ai lên nó ảnh hưởng đến các cộng đồng người Việt của mình trong và ngoài nước đấy. Mà cái bà con mình là bị ảnh hưởng là Kalama là lãnh đủ luôn nha. Mà bây giờ thì coi như dở dang hết, nó mới có bầu 3 tháng, mới có bầu 3 tháng 4 tháng chưa kịp đẻ. Mà bây giờ mình thấy cái tình hình, nếu đẻ ra nó có nguyên vẹn, nó có khùng điên ba trận tật nguyền, mình đâu có biết. Mà mình đang trong giai đoạn là thai kỳ thời đầu thôi, mình cũng đang rung chứ. Mình cái dự trù của mình là 30 cái mà bây giờ nó mới có 8 cái thôi. Bây giờ mình nói ẩu là lượng 1/3 đi, để cộng với hai trong công trình lớn đó là cái trai đường với cái thiền đường đó. Thì bây giờ là tiền bạc là mình là vi vu rồi, mình nói ngán nữa rồi, mình ngon lành rồi. Nhưng mà có điều đó là ai biết chuyện gì, ai biết ra sao ngày sau. Cho nên đó. Rồi tiếp theo là cái chữ nhẫn, cái đầu đạo Phật hồi nãy tôi có nói. Cái chữ quân tập có nghĩa là sao? Quân tập có nghĩa là về. Không bao giờ có một cái pháp môn tu học nào mà nó giống như là cái viên thuốc bỏ túi. Chỉ nó không bao giờ có. Không, viên thuốc bỏ túi là sao? Tức là tôi bị bệnh tim, mấy người bị bệnh tim hay là mấy người bị tiểu đường, họ đi đâu hay họ hay là lận đồ heo lắm. Mấy người cha bệnh tim nặng chả đi đâu, chả cũng có cái ví dụ như coramin là cái gì đó, viên hay là nước cũng biết, chả lận trong túi, nghe kỳ 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 nhả nhào ra, cái là người nào biết á, thò tay túi chả móc ra là giọng như họng chả liền. Mấy người cha bị tim hoặc là mấy người bị tiểu đường là tiểu đường nặng là do kiêng đường, trên cái tình hình trường hợp mà bị là thiếu đường đột ngột, nó nhiều lắm, đường nó hạ mà hạ khẩn nhiều lắm, gọi là landing mà không cần đường tăng, nó nhiều lắm. Mà thì trong trường hợp đó là người nào biết thì lục túi của họ coi họ có kẹo không, hoặc là tốt nhất cho họ uống mà nó như khóc hay cái gì mà có ga mà nó ngọt đấy, để cho kéo cái đường nó lên. Kéo đường nó lên thì nói chung là không có pháp môn nào mà nó giống như vậy hết. Không có pháp môn nào mà mình lặn trong người mình rồi đụng chuyện mình móc ra, không có. Mà nó phải là cái sự kéo dài bền bỉ liên tục. Bởi vì có một cái câu này tôi rất là thích: hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là hành trình. Tức là mình muốn đi chơi cho vui thì không phải là mình cứ nhắm tới cái chỗ nào mình thích, mà trên đường đi thì chuyện tầm bậy tầm bạ gì cũng được, miễn là tới chỗ đó. Tôi không đồng ý. Mà theo tôi, một chuyến đi hoàn hảo là gì? Là nó vui ngay từ cái lúc ở nhà chuẩn bị vợ chồng bạn bè cha mẹ con cái là phải ok nha, ngay từ lúc chưa khởi hành là phải ok rồi. Đó. Rồi trên đường đi, trên chuyến bay hay là trên cái thời gian mình ngồi xe hơi đó, là mình phải làm sao cho nó vui suốt. Rồi xong rồi tới chỗ kia mà lỡ nói xấu quá như không mình nghĩ thì chuyến đi đó nó cũng đối với tôi đã là thành công. Đó. Còn đằng này á, là chuyến đi gì đâu mà gây gổ từ trong nhà mà gây suốt chuyến bay, gây suốt cái quãng đường ngồi xe hơi, gây cho tới nơi tới chỗ, tới chỗ là đẹp thiệt, quá đẹp, đẹp quá. Nhưng mà các vị tưởng tượng cứ gây suốt chuyến đi rồi gây suốt chuyến về thì các vị nghĩ cái chuyến đi đó thất bại thành công? Riêng tôi đó là thất bại. Trong khi đó suốt chuyến đi rất là vui, tới nơi nó như khỉ vậy đó,
như là chuyến về trên cái đoạn đường đi rất là vui, đối với tôi đó là chuyến đi thành công nha. Thành công thì ở đây cũng vậy, cái cuộc tu của mình ấy, nó là một cái hành trình, đúng, cái destination, cái đích đến nó rất là quan trọng, nó là lý tưởng của chúng ta, đúng, nhưng mà cái journey, cái chuyến đi nó quan trọng lắm. Đấy. Mà cái đặc biệt cái gì tôi không biết, bệnh hoạn mình còn lặn thuốc, nhưng mà trong chuyện tu hành mình không có lặn cái pháp môn trong tối, quên nó đi rồi đụng chuyện móc nó ra như là cái viên thuốc là sai. Cái người bị bệnh tim ấy, khi mà họ bỏ cái hộp thuốc vô trong túi, họ sao họ bỏ sao họ quên mất tiêu, họ cứ lo chuyện khác, rồi khi nào cần lắm họ mới bèn nhớ lại, thì cái giá trị của cái hộp thuốc vẫn nguyên vẹn không mất nha. Lúc họ bỏ vô họ nhớ, bỏ xong quên, là tới lúc mà bị bệnh họ mới nhớ, ok không sao. Nhưng pháp tu không có cái đó, không có chuyện mà học giáo lý xong rồi bỏ quên mất tiêu, rồi cái đến lúc nào đó móc nó ra thì tôi nghĩ không được. Chẳng hạn như đối với pháp kham nhẫn mà tôi đang nói đây, buổi đầu đành phải tu theo cái cách là tự kỷ ám thị, đọc như con két vậy nè, mọi thứ ở đời là khổ, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Và con người thì có kẻ như hồ nước, có kẻ như vũng nước, cứ nhớ hoài như vậy. Và cái tiếp theo cứ ghi nhận rằng bản thân phiền não đã là khổ, dạy gì ta chút khổ, bản thân tâm lành đã là hạnh phúc, chưa cần đến lúc báo ứng, cứ nhớ như vậy. Và ngài Sa La Phất ngày còn nói thêm, khi các hành vị hiền giả nổi giận với người nào thì các hành giả hãy tự tâm niệm như sau: ta được gì từ sự nổi giận ấy không? Và tay nó cũng có một câu, căm giận một cái người thù ghét mình ấy, thì giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy đó. Tôi nhắc lại nha, căm giận một cái người mà thù ghét mình á, nó giống như là mình uống thuốc độc mà mình muốn cho người ta chết vậy đó. Nó cực kỳ ngu xuẩn đấy. Và tôi nhắc lại lần nữa là tùy mỗi người mà chúng ta có một cái điểm tựa tâm linh riêng. Chứ hình như đối với tôi thì tôi trong phòng tôi hiện giờ có nguyên một cái bộ xương cách trí hiện giờ này trong phòng tôi. Cái bộ xương này tôi mua từ ở tiệm đồ cũ, không biết bằng cách nào mà nó từ ở cái phòng mạch bác sĩ nó tuồn ra ngoài. Cái bộ xương này là bằng chất liệu rất tốt, bộ xương lớn, rồi nó gọi là chi chít chằng chịt những cái dấu mà dấu mực của bác sĩ, họ hướng dẫn, họ giải thích cho bệnh nhân đó. Mà biết sao mà nó lọt ra, thì cái pháp môn mà gọi là niệm chết đối với tôi là cực kỳ hiệu quả. Ok, bà con có người khoái niệm Phật, có người khoái niệm chư thiên, niệm cái gì đó tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì tôi cho rằng tất cả các pháp môn từ tứ niệm xứ, kham nhẫn cho tới cái hạnh bố thí, cái hạnh xả ly thiểu dục, cái gì đi nữa đối với tôi đều phải được khởi đi từ cái nhận thức, từ cái sự ghi nhớ thường trực liên tục về cái chết. Nhớ tới cái chết rồi thì cái gì mình cũng làm được hết: tha thứ, yêu thương, buông bỏ, bình thản trước thị phi, trước những cái áp lực như này nọ, thì cứ nhớ tới cái chết. Nhớ tới cái chết là ngon lành nhất. Cho nên cái pháp nhẫn ở đây, cái pháp cam nhẫn ở đây thì cái chuyện mình nhớ nhẫn là gì? Nhẫn là gồm có nội nhẫn và ngoại nhẫn. Và để thực hiện được cái hai cái này thì chúng ta phải cần đến cái hai cái nền tảng, đó là nhận thức và quân tập. Nhận thức có nghĩa là phải hiểu biết, còn quân tập có nghĩa là sự thực hành daily practice, ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác nha, liên tục như vậy. Và tôi nhắc lại, không có pháp môn nào mà nó giống như cái viên thuốc bỏ túi cần móc ra, không có, mà nó phải song hành, nó phải đồng hành với chúng ta ngay bây giờ và tại đây, right now, right here, kể từ bây giờ cho đến khi nào quý vị chết thì thôi, cứ liên tục cứ giữ nó hoài. Và phải nhớ như thế này, nhiều người hiểu lầm tưởng rằng là làm theo lời Phật là có phước, chết rồi nghĩ là làm theo lời Phật và kêu mình từ bi, kêu mình chánh niệm là có phước, không có phải, mà đó là con đường thoát khổ. Làm theo lời Phật là để thoát khổ chứ không phải làm để có phước. Còn cái chuyện mà các vị nghe ai đó nói là làm phước để quân tập ba la mật, tôi xin can, bởi vì mình không biết ba la mật của mình nó đủ hay thiếu. Cho nên là cái chuyện đầu tiên có thể là hãy nhớ tâm niệm rằng cứ làm đúng như lời của ngài, đủ duyên thì mình đắc ngay bây giờ, còn nếu không đủ duyên thì lúc bây giờ tự nó thành ba la mật, mình không cần bận tâm. Nhớ nha, đủ duyên thì mình sẽ đi ngay bây giờ, ngay trong kiếp này, còn mà không đủ thì tự nhiên nó được chuyển khoản, nó đưa qua bên cái account ba la mật, không có mất đâu hết.
nhớ cái đó. Chứ còn mà còn mong mỏi là ta đang quân tập phước báo, nhưng bây giờ là mình, tôi thấy tôi khờ, tôi nhớ dở, tôi hiểu chậm, những người như tôi làm sao có khả năng mà đắc đạo giải thoát? Sai, cái đó là một cái suy nghĩ rất là thiển cận, bởi vì mình không có biết mình là ai. Mình có biết cái con chó mà ghẻ chóc hôi rình xà mâu lầy lụa trước mặt nhà mình, trước nhà mình không biết là giữa nó với mình đứa nào tu nhượng đứa nào, trời biết. Cái này chỉ có trời biết, chỉ có Chúa biết thôi nha, chỉ có Chúa mới biết chứ không có ai biết được. Là từ một cái con chó mà tày quầy ở trước nhà mình với một ông chủ một bạc tỷ đây nè, chưa biết đứa nào tu hơn đứa nào, mình không biết, do cái nghiệp nó đẩy bây giờ mình lên là ông chủ trong cái thân nhân loại, thân con người. Còn cái con kia là do cái nghiệp nó đẩy, vì nó mang thân chó mà chó cái chứ, tày chó con lúc nhúc lôi nhôi. Nhưng mà chỉ có Chúa mới biết là đứa nào phước báo nhiều đứa nào nha, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên là ở đây là phải có hành trì, thứ nhất là nhận thức, mà thứ hai là hành trì, mà hành trì trên cái nhận thức gọi là quân tập, cứ mỗi ngày làm chút làm chút làm chút. Và quân tập đây không phải là tích lũy phước báo, mà là tích lũy cái sự quen tay, tích lũy cái sự lão luyện, tích lũy cái sự thuần thục. Bởi vì tôi nói không biết là bao nhiêu lần, mỗi người sinh ra có hai cánh tay, tùy người, có người được thuận tay phải, có người thuận tay trái. Đấy thì mỗi người chúng ta đều, mỗi người đó là nói về thân xác thể lý, còn nói về tâm lý chúng ta mỗi người có hai cái khả năng sống thiện và khả năng sống ác, khả năng an lạc và cái khả năng đau khổ. Thì tùy mình biết mình cái khả năng nào mình mạnh, mà có người tôi gần họ tôi thấy cái khả năng ác của họ nó mạnh hơn khả năng thiện, mà cái đó thì mình dễ hiểu. Nhưng cái khả năng thứ hai mới đau, có nhiều người tôi thấy họ có khả năng đau khổ hơn là khả năng hạnh phúc. Tức là bất cứ chuyện gì họ luôn luôn có khuynh hướng là nghĩ làm sao đó, tiêu cực cỡ nào đó, bệnh hoạn thiếu máu làm sao đó, mà cứ luôn luôn họ cứ nghĩ làm sao để họ buồn chán vậy đó. Cái khả năng đau khổ rất lớn, ngộ lắm. Cứ đi đâu mà thấy đã đó sự tốt với mình, nó cũng ứa nước mắt. Nhớ, trời ơi, người dân mà đối xử mình tốt, tại sao người thân mình, nhỏ bạn thân mình không được như vậy, có đã không? Mà bây giờ thằng Tèo nó đang tốt thì mình chỉ nên vui với cái thằng Tèo là được rồi. Nhưng mà đằng này cứ nhìn thằng Tèo có nhớ thằng tí không à. Người nó có khả năng đau khổ rất lớn. Đi vào trong thiền viện đi ngồi buồn buồn nó cũng khóc, hỏi sao khóc. Thì hồi đó giờ mà biết được cái chỗ này thôi, an lạc quá, biết trễ quá. Rồi nói xong cũng giọt ngắn giọt dài, hỏi sao khóc nữa. Biết giờ xong cái khóa này về, biết bao giờ có cơ hội trở qua. Mà đại khái là tôi chỉ ví dụ thôi nha, mà đại khái có những người cái khả năng đau khổ của họ cực lớn, cái khả năng bất thiện cực lớn, khả năng đau khổ cực lớn. Mà ngược lại có những người họ có khả năng an lạc rất lớn, có khả năng thiện rất lớn. Nó do mình thôi à nha, nó do mình. Thì muốn tu tập cái pháp môn nào đi nữa, cái chuyện đầu tiên là khả năng nhận thức. Mà nhận thức cái gì? Nhận thức giáo lý và nhận thức bản thân mình, nhìn lại mình có mình hợp với cái gì. Toàn bộ những cái giải thích phân tích của tôi nãy giờ đó là tôi bày ra một mâm buffet, một cái bàn buffet dài sọc, tùy cho bà con lựa, bà con coi bà con hợp với cái nào. Ok ăn chay phải không, né bên hải sản đi, bà con ăn mặn phải không, dẹp bà tủ qua bên phải không, bà con ăn kiêng phải không, chiên nướng dẹp qua bên, bà con thích ăn salad thì nhào qua bên salad. Đại khái như vậy. Thì đó là một loạt những cái chuyện mà chúng ta cần phải biết qua, cần phải tâm niệm và cần phải thực tập, và cuối cùng là để quân tập. Quân tập ở đây không phải là tu theo kiểu kiểu lượm ve chai, không phải kiểu tích chứa, mà quân tập ở đây có nghĩa là làm hoài để nó trở thành một thói quen. Chứ quân tập phải hiểu như vậy, chứ còn không thế nào cũng đá mà nó nhau 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 nó săn ngáo là nó sủa nữa, không phải. Chứ quân tập ở đây có nghĩa là mình biến nó thành thói quen, chứ không phải là quân tập nên là tích lũy phước báo để trở thành một con người ghê gớm, không phải. Không phải. Không phải. Mà cứ nhớ thế này, không biết mèo nào hơn miểu nào, đấy. Không biết ai hơn kém ai. Bây giờ cứ học đạo, sống chánh niệm, không? Tức là nhận thức và hành trì đó, nhận thức và hành trì, đấy. Thì nếu đủ duyên chứng thánh ngay đời này, còn nếu không đủ duyên thì toàn bộ công cụ ấy tự động nó chuyển qua cái tài khoản ba la mật hết. Nó chuyển qua cái account ba la mật hết, yên tâm, không có mất một xu nào hết, không mất một xu. Nó giống như gửi sale ở bên Wells Fargo vậy đó, trang vậy đó, không có mất cái xu nào hết. Thì cứ như vậy, cứ như vậy. Thì bữa nay tôi nói với bà con nghe về cái pháp môn tâm nhẫn. Cái pháp môn này đó, mà nếu mà nói mà coi như là mà rồi nói cho đúng ý đó,
là một đời nó không hết. Bởi vì sao? Vì toàn bộ, tôi nói thiệt là chậm nha, toàn bộ ba la, toàn bộ kinh điển Pali à, nội dung chỉ nói về một chữ nhẫn thôi. Dĩ nhiên là chữ nhẫn có thể nghĩa rộng nha, toàn bộ kinh điển Pali mà nói về chữ nhẫn thôi à. Vì sao? Vì các vị biết cái chữ Sa Bà không? Thế giới Sa Bà, Sa Bà giáo chủ không? Thì cái chữ Sa Bà đó là nó từ cái tiếng Phạn là sa. Sa có nghĩa là chịu đựng, chịu đựng đó, chịu đựng. Cái cảnh giới Sa Bà là cái chỗ mà mình phải chịu đựng. Nhưng mà theo bên Bắc truyền thì cái hệ vũ trụ của mình này, cái system of world của mình nè, thì mới gọi là Sa Bà. Nhưng mà theo trong kinh điển Nam truyền thì tất cả vô lượng cảnh giới đều là Sa Bà hết, đã có thân sinh tử thì đều là có mặt trong cõi Sa Bà. Vì sao? Vì ở đây là chúng ta là phải chịu đựng, chịu đựng hai thứ, chịu đựng trước cái đắng, chịu đựng trước cái ngọt. Ừ. Cái đắng mà không chịu đựng được thì nó khổ đã đành rồi, mà cái ngọt mà mình không không có vượt qua được nó đó, thì lại gieo nhân khổ. Cái này phải xăm lên người, phải xăm lên người cái câu này: trước cái đắng mà mình không có khả năng thanh thản để vượt qua thì mình bị khổ trước mắt, còn trước cái ngọt mà mình không có khả năng thanh thản vượt qua thì mình đang gieo khổ tương lai. Nhớ. Mà cả hai cái này đều gom chung gọi là nhẫn hết, nhẫn hết rồi. Nhớ nha, là quan trọng lắm, phải xăm hết, phải xăm hết. Trên đời này là tôi biết chỉ có một một cái dân tộc mà nó học, nó thích hợp để học của lớp của tôi thôi, đó là nhân Nhật Bổn. Chưa có một dân tộc nào mà nó xăm mà kinh hoàng như vậy nha. Các vị vào trong Google, các vị đánh chữ Yakuza, người Nhật nó đọc chữ U, chữ Yakuza tattoo nha, thì coi như nó xăm khỏi mặc áo quần luôn đó, phải xăm như vậy. Và tôi còn muốn là ngoài cái Kalama mà đủ duyên, tôi lập một cái thiền viện nữa gọi là Yakuza Center, có nghĩa là hành giả vô đó không cần áo quần hết, tại vì xăm nát hết rồi, xăm nát hết rồi. Gọi là Yakuza Buddhist Yakuza là Yakuza trong bên Nhật, cái nó đồng nghĩa, nó gần giống như là mafia bên Ý vậy thôi, hoặc là gangster bên Mỹ vậy thôi. Cái Yakuza nó, cái thành viên của nó là có lúc cao điểm nó lên tới cả là mấy trăm ngàn á. Thì mình không có lưu manh côn đồ như vậy, nhưng mà để cái Yakuza của mình là mình chỉ là nói cái cảnh xăm mình thôi. Nhớ nha, nhớ tất cả vũ trụ, vô lượng vũ trụ đều là cõi Sa Bà, không riêng gì cái Phật sát này. Phật sát là cái cõi này à, Phật sát cái cõi Phật Thích Ca. Thứ hai là sở dĩ được cõi Sa Bà là bởi vì cảnh giới nào cũng là nơi chốn chúng sanh chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng cái khổ, chịu đựng cái nhân khổ và chịu đựng cái quả khổ. Bản thân phiền não là nhân khổ, lúc đó có mặt mình đã khổ rồi, mà tới lúc nó cho quả khổ thì nó lại khổ kiểu khác. Mà đối với người tu muốn tránh khổ là phải kham nhẫn trong cả hai vị đắng và vị ngọt. Vị đắng tức là trong tất cả những cái nhân khổ và quả khổ là mình đều phải có khả năng vượt qua thanh thản bằng những cái nhận thức mà tôi đã nói nãy giờ gãy lưỡi rồi nha. À, nhân khổ và khổ mình đều phải có khả năng thanh thản chịu đựng. Rồi tới nhân lành quả lành là cũng phải có khả năng chịu đựng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vượt qua mọi thử thách để mà tu tập. Mà khi có những thành tựu nào cũng không có bị chết chìm ở trong cái thành quả tu tập đó, đó gọi là kham nhẫn trong nhân lành. Và còn nói tới quả lành đó là coi như mình có được cái gì hay ho ghê gớm thì mình cũng phải có đủ cái gan đứng dậy vũ áo sang sông tìm về bờ khác. Yết đế đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Cái câu đó là tôi mới vừa dịch xong: hãy đứng dậy sang sông để tìm về bờ khác. Thơ mộng như vậy mà biết bao nhiêu triệu Phật tử Việt Nam và bao nhiêu thế hệ cắm đầu cắm cổ đọc như là thần chú à, cứ ít đế đế ba la đế cát tê cát tê ba la cát tê ba la sang cát tê bodhisattva. Hãy đứng dậy sang sông tìm về bờ khác, đừng có dậm chân tại chỗ, đừng có làm gà què ăn quẩn cối xay. Bạn kinh nó sang như vậy, cái bài đại 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 thần chú đại minh chú đó, nó sang như vậy đó. Thì tôi nhắc lại cái câu để các vị xăm trước khi tôi kết thúc bài giảng này. Bữa nay tôi phải đi bác sĩ, tôi đi bác sĩ. À, đó là nhẫn là khả năng chịu đựng được trước vị đắng và vị ngọt. Vị đắng mà mình không có chịu đựng được thì mình bị khổ trước mắt. Vị ngọt mà mình bị cám dỗ, mình không vượt qua được cái vị ngọt cám dỗ thì mình sẽ gieo khổ lúc khác.
một cái là bị khổ trước mắt, một cái là bị khổ sau này. Đây là lý do vì sao mà chúng ta phải cảm nhận. Và cảm nhận là gì? Nghe lại từ đầu. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và hẹn lại nhau thứ hai tuần sau. Làm ơn nghe kỹ bài này nha. Hãy khoe với bà con, không khoe không được. Là mỗi tuần chúng ta có một lớp học Chủ nhật, có làm bài tập rất là rơm rã. Nhưng mà trong lớp đại chúng thì không, lớp đại chúng thì không có bài tập. Là gì? Có nghĩa là tôi giảng nó intensive về Adidas, xong rồi tôi cho bài tập mỗi một một buổi vậy. Mình học, mình cho ra 10 câu hỏi để bà con trả lời theo cái hướng ABC ABC, rất là vui, rất là vui. Và bà con nghe xong mà mới có dịp im, có cái dịp để người ta biết, người ta nghe được cái gì và người ta bỏ túi được cái gì nhớ nha. Rồi rồi, chúc bà con một ngày vui. Dạ sư, trước khi sư đi đó, con có một cái danh sách mà quý Phật tử kêu con thỉnh sách, mà bây giờ đã hết rồi thì sư có còn sách phát chi, sách chi ạ, sách chi ạ, sách chi ạ, tệ quán với lại A Tỳ Đàm. Ok, cho tôi xin 6 tháng, hãy cho tôi, tại vì giờ đang dò bản thảo lại, chỉnh sửa, cắt, có cắt nữa, cắt thêm, sửa ba cái, coi như là giống như giải phẫu thẩm mỹ đó, đang gửi qua bên Nam Hàn để giải phẫu thẩm mỹ rồi đem về Thái Lan như để mà làm lại lần chót tốt lại. Bây giờ đang gửi bản thảo qua bên Nam Hàn, bên Thái Lan để mà họ giải phẫu thẩm mỹ, cắt cái này, bơm cái kia và sửa cái nọ, xong rồi mới đem tới bà con trong vòng 6 tháng nha. Mà có nghĩa là vào khoảng cái tầm tháng 4 năm 21, có nghĩa là cái tầm tầm khánh thành Calama mình đấy. Khánh thành Calama mình đó, thì lúc đó là tự nhiên là bà con có hết những thứ mà bà con cần. Đấy, và lúc đó là cả lớp học và Chủ nhật và lớp học thứ hai đều có trong tay những thứ mà các vị cần. Hiện giờ tôi nói thiệt, cái bản in Calama vừa rồi đó là sai be bét, nhân sự bị thiếu, ngay cả cái vụ cho gạo Miến Điện đó, coi như nó thiếu người tùm lum hết. Thiếu là sao? Tức là bây giờ Covid mình đâu đi đâu được, nếu mà mình đi được thì êm quá rồi, mình ở một mớ mình đi, phải không? Còn bây giờ toàn liên lạc qua phone không, mà có nhiều em hay lắm, cứ kêu từ sáng tới chiều, từ chiều tới khuya kêu hỏi làm sao, cuối cùng em im lặng, em không nói một lời gì, dù chỉ một lời chẳng đáng chi, rất mệt. Và cuối cùng chúng tôi quyết định là lỡ nhận của ai thì tống khứ cho bằng hết, nhờ bên anh họ giúp giùm. Bên anh nó có cộng đồng Miến, giống như bên Cali có cộng đồng Việt vậy đó. Thì giờ chuyện gì ở Âu Mỹ thì đều phải nhờ cộng đồng bên anh, cộng đồng Miến bên anh họ giải quyết. Giải quyết xong thì chúng tôi chính thức là đăng cho hết nên trả nợ quý thần, xong xuôi rồi là bùm, chia tay cái vụ cứu trợ Miến Điện. Còn muốn làm nữa, đúng, hỗ trợ Phật Pháp và xã hội Miến Điện là một trong những cái tiêu chí của Calama. Nhưng để mai này mình hoàn chỉnh rồi mình sẽ làm bài bản có nhân sự đàng hoàng. Còn bây giờ chúng tôi là không có người, không có. Thì ngay cả mấy quyển sách mà mấy ông nhân đề nghị đó, mấy quyển đó, thì bây giờ chúng tôi đang nhờ bà con gọi là giải phẫu thẩm mỹ đó, cắt, bơm, chỉnh sửa. Đây, khoảng tầm tháng 4 mình có. Ok, chúc bà con một ngày vui. Rồi, chào sư.